Đây là động cơ Kubota 120 GT chạy dàn sườn IC6 tạc đất đó. Đạp liếc cạnh vô nha anh em, cặp mương phải liếc xéo dáng vô để lắp mương người ta nè đó, đạp xéo dáng đem đất vô á, chứ mình để tấm dáng nó bằng tràn lắp mương luôn á, rồi bát sau mình sẽ đẩy cái tràn vô trong, đẩy xuống nữa. Đầu dưới nó trũng quá trời luôn, giờ bắt lên đây lùa xuống mới ha. Cũng được á, chứ cũng đi đất đúng không? Được. Chỉnh luôn. Gió mà không chỉnh rồi chị không? Ừ. Đi phải gửi đồng bia hả? Em phải uống còn vậy rồi chừng nhà ba lon thôi. Đem tới không uống là chủ nhà buồn à. Rút mà. Máy chạy cũng khá là ok anh em. Anh em có nhu cầu mua máy này bán đầu máy luôn anh em ơi. Đầu máy đang chạy à. Chạy không ra khối luôn ha. Đầu máy động cơ Kubota RT100. Với giá là 18 triệu. Đó, giá bán tại chỗ nha anh em. Tại vì thằng em nó có cái kèo là kèo nó mua cái ZT140 á. Nó có bạn nó bán lại nó kèo đó nên nó sẽ kêu bán cái máy này. Máy còn chạy rất là ngon nha. Tại nó có kèo nó mới đổi máy chứ không ấy nó cũng không đổi nha anh em. Còn chạy ngon lành mà. Đó, anh em coi được thì mua rồi alo ha. Ồ, đi đất à. Nó bán cái đầu máy này 18 triệu, nó mua lại cái ZT140 cái kèo nào của thằng bạn nó bán lại, cũng mua lại nha anh em. Nói chung là anh em có nhu cầu mua thì alo thì vậy đó, máy còn đang chạy hoạt động ok luôn. Bắt đầu nó nãy giờ nó ủi cái gò này xuống trũng rồi nè. Wow, thì đất ghê không, máy còn rất là mạnh nha anh em, chạy ra rô đai đi cờ 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 không. Tấm dáng này dài 4 mét mấy á, có hàng miếng về bắt ốc miếng về với cho nó bén nó ăn đất dữ lắm anh em ơi.
Mình xin nhắc lại là cái này nó bán đầu máy không nha anh em, chứ nó vàng thường nó không có bán nha. Có làm cái boe cao cao lên cho không hút, không vô trình nữa. Thì kết nước hiện cũng có che bụng lại cho không ngạt kết nước luôn anh em, kỹ lắm. Máy này xài kỹ lắm. Hàng boe cao lên, cắt boe hàng ống tiếp cao lên cho không hút bụng. Quá là đi đất luôn. Máy này đang ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha anh em. Anh em có nhu cầu mua thì alo nha, alo trực tiếp số điện thoại, nếu mình để số điện thoại lên tiêu đề. Máy chạy quá giòn, vàng nước sơn rồi cũng còn ok lắm nha, tại dính bùn á. Để mắt nó đậu lại rồi. Ồ, để nó đẩy một cái này nữa. Ồ, công dáng luôn. Đẩy cái này nữa, quay lên mình mắt nó đậu lại. Mình sẽ coi máy đây cho anh em xem ăn. Tắt máy ơi, tắt máy ơi, tắt đi. Bữa em kêu đăng bán máy này 18 triệu phải không? Nè, nãy giờ mình có quay anh em chạy coi đó của thằng em nha, rồi kêu bán cho nó 18 triệu. 18 triệu. Máy rồi chùi ra đỏ nước sơn là ok không? Nên tại mình che cái tấm này rồi. Không... Che đừng không vô kết nước phải không? Cái cu ta nè. Nào. Cu ta chính hãng ha. Bữa nghe nói có kèo rồi bạn nó để lại máy giá tê mới đổi máy này phải không? Mới bán đổi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ dễ gì đổi ha. Giá tê 120. Máy chạy nãy giờ thấy còn ok quá mà. Chùi ra nước sơn đỏ đỏ rồi anh em xem. Để còn mới lắm mà tại em chạy dính sình à. Ừ. Hả? Còn mới lắm. Em chạy dính sình quá. Dính sình quá tay mà. Khá ok nha anh em. Quá sình nè. Mẹ cam là chưa chốc sơn luôn á. Còn nguyên zin. Bao riêng chưa bung ốc nào phải không? Dạ dạ. Con ốc xả nhớt là phải bung ha. Ốc này không bung là chết luôn á. Ốc sẽ nhớ có dặn nha anh em, còn mấy ốc khác là chưa rớt nha. Quá ok rồi, chạy nãy giờ thấy cũng mạnh lắm. Đạp công dáng luôn mà, máy đi cợi cợi. Nguyên dáng nãy muốn gãy luôn. Máy mạnh lắm. Nãy thấy đạp rớt mà chạy đu đai không mà đi cợi 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 mà. Ừ, chạy đu đai, chạy cái nhỏ. Nhỏ. Cái bao. Rồi. Nãy giờ mình có quay vậy ha, anh em nào có nhu cầu mà mua cái động cơ này lại thì alo chút xíu mình để số điện thoại lên tiêu đề nha anh em. Cái đuôi không có bán phải không? Không anh ơi, cái đuôi không bán. Mình để mình đổi máy của một bạn nó để lại phải không? Dạ đúng rồi. Nó nói bạn nó để lại cái nó cái ZT nó mới bán cái này nha anh em. Chứ máy nó cũng còn để xài, máy còn đang hoạt động ok mà. Dạ. Rồi, thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Anh em muốn mua thì nhanh tay alo nha. Rồi, cảm ơn anh em.